Ducky. Và sau nhiều lần nó bị trói buộc thì thử đoán xem hôm nay thằng Ducky này có thể nói được gì. Three of them say to me, baby I choose this rhyme. Để rồi thì chú vịt vàng là làm cho ca sơ thu nhịp nhàng. Nhưng mà rồi một ngày vịt bị cuốn phăng đi, quên đi bao nhiêu ưu tư xung quanh chỉ để chạy theo đống money. Bao nhiêu suy tư bây giờ cần đi làm ăn gì. Ta bay theo hương, bay theo hoa, just like a bee for honey. And just like that, vịt tự nhủ là bản thân không được nhu mì đi. Vì đánh đổi anh em bạn bè lấy bộ đồ Louis V để trở thành người đàn ông tham vọng. Những thứ xung quanh thật ra đều là không quan trọng. Reason biến là một người khác sau khi lên TV, nở một nụ cười fake và làm mọi cách để bán MC đi. Vì từ một ca lý trí mà kể người ta có nói gì nghĩ gì. Vì chỉ cần tiền có trong ví thì là bao nhiêu bộ nó sẽ qua đi, qua đi, qua đi. Tiền thật như trong túi, tiền thật như trong ví, vẫn có lúc đau đầu. Mấy ai chỉ sống vui mà không sầu đau. Tiền như trong túi, tiền thật như trong ví, ta vẫn cứ lao động để khi nước mắt rơi lấy tiền mà đau. Vậy thì nhiều tiền để làm gì? Nhiều tiền để làm được nhiều việc của mình hàng ngày. Chả nhiều tiền để làm gì mà giờ vịt vàng vẫn còn luôn một cú vàng đây. Vậy thì nhiều tiền để làm gì? Vậy thì nhiều tiền để làm gì? Nhiều tiền để mình làm được thật là nhiều thần kỳ. Có nỗi buồn là phải xua đi u. Tôi ghé ăn thua đi thu. Ngồi uống rượu với cổ quân Wii U. Làm nhạc hay là mà mua đi khu. Mua chiếc cao rít cho bài kết. Đưa luôn bên gì sang châu Phi. Ta vẫn cứ làm điều ta thích. Nhiều tiền nhưng vẫn phải low key. Bao nhiêu kỳ quan ta thấy ở đời. Bây giờ không được quan tâm đến chuyện giấy từ rồi. Checking rolling xem là mấy giờ rồi. Khi mai ta đi chơi khi cô ấy mở lời. Ước mơ giờ thực hiện được là chuyển tặng 1 tỷ đồng này cho Denvo. Cùng với nghệ sĩ lớn tạo ra concert. Em ta đốt cháy đồ hô lên show. Tiền như trong túi, tiền thật như trong ví, ta vẫn cứ lao động để khi nước mắt rơi lấy tiền mà đau. Vậy thì nhiều tiền để làm gì? Vậy thì nhiều tiền để làm gì? Vậy thì nhiều tiền để làm gì? Dù một mai bao lo và suy tư cũng ta đi. Vậy thì nhiều tiền để làm gì? 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 Bắc thang lên hỏi ông trời là đời còn bao nhiêu? Quy đổi tiền thân phần quà chân thù gửi tặng người ta yêu. Hôm nay con ra phố mua cho mẹ ngôi nhà với cánh đồng vây quanh. Bởi vì con biết bố rất yêu môi trường nên là bố quả đồi để mà trồng cây xanh. Yeah, yeah. Mà mong khiến ta không nên mơ về đồng tiền. Ba đã xin ta không dùng tiền mà lộc quyền. Có rất nhiều thứ có thể mua được bằng tiền, nhưng con tim ta thì tiền cũng vẫn làm phiền. Bao suy tư ăn nên chung gai xung quanh ta cho ta chút crazy. Chú vịt bằng giờ là quả tên lửa. Chú ta làm ngoài nổ để ta bút bay đi. Thật như trong túi, tiền thật như trong ví, vẫn có lúc đau đầu. Tiền nhiều trong túi, tiền thật nhiều trong ví, ta vẫn cứ lao động để khi nước mắt rơi lấy tiền mà lâu. Vậy thì nhiều tiền để làm gì? Vậy thì nhiều tiền để làm gì? Vậy thì nhiều tiền để làm gì? Dù một mai bao lo và suy tư cuốn ta đi. Vậy thì nhiều tiền để làm gì? Vậy thì nhiều tiền để làm gì? Nhiều tiền để rồi một ngày mai ta mang ước mơ ta bay thật, mang ước mơ ta bay thật, mang ước mơ ta bay thật xa.